Các bạn biết vì sao mà những cái diện tích đất rộng các bạn nên mua như một sổ tiết kiệm không? Ai mà làm được điều này chắc chắn các bạn sẽ thành công, và thành công tột bậc luôn. Còn mình và các bạn lợi nhuận các bạn không bao giờ nghỉ, không bao giờ ít, ăn bằng lần là chuyện bình thường, chứ từ tiền là chuyện bình thường. Các bạn biết cái đồng tiền Việt Nam mình, những cái đơn giá 5.000, 500, 1.000, 2.000 không? Bây giờ những cái đấy gần như là tuyệt chủng. Tức là nó không mất đi, nhưng mà cái giá trị của nó bây giờ nó không tiêu được gì nhiều. Các bạn có thể dùng lạm phát để dùng phát triển cũng được, vân vân. Hay ví dụ như là các bạn đi Tết chưa Tết, các bạn lì xì cho những người, các bạn trẻ nhỏ ấy. 5.000, 10.000 bây giờ cũng cảm thấy là, tất nhiên là tùy địa phương nhá. Mình thấy là 5.000, 10.000 những người mà tỉnh xung quanh Hà Nội, xung quanh Sài Gòn gần như người ta không thích, chẳng mua được gì cả. Thế ý nói đấy, đến cái đơn giá của cái hàng diện tích đất rộng, đất nghỉ dưỡng ấy, các bạn tích trữ lại 5 năm, 10 năm là các bạn ăn lợi nhuận bằng nhiều lần. Những con người ta lại thích chơi cái bài là mua cái đấy về muốn tăng ngay. Xin lỗi các bạn luôn, còn mình còn các bạn, các cái phân khúc mà trên dưới 1 triệu bây giờ làm gì có. Thì bây giờ cái phân khúc 2-3 triệu mai kia 5 năm, 10 năm sau làm gì có, thì nó lại lên cái phân khúc là 5-6 triệu. Và bây giờ các bạn bảo là những cái mảnh đất của các bạn 1.000-2.000 mét, nó tăng cho các bạn 2-3 giá. Các bạn có cả chục tỷ chưa, 5-7 tỷ, chục tỷ chưa, có rồi chứ. Và nên nó ra tấm ra món cho các bạn chưa. Rồi 10 năm sau các bạn lên 7-8 triệu, 10 triệu, các bạn ăn 5-7-10 giá. Anh có 3.000 mét các bạn 30 tỷ chưa. Đế chiến được tức chữ là như thế đấy. Tích lũy là như thế đấy. Phân bổ vốn vào đấy là như vậy. Ví dụ như Ba Vì của Hà Nội chẳng hạn, đến 2030-2033 chẳng hạn. Xin lỗi các bạn, ở đấy đơn giá thấp nhất nó cũng phải tầm 6 triệu trở lên. Bây giờ nó có thể là 2-3 triệu, nhưng mà tương lai nó có thể là 6-7 triệu là thấp nhất. Xấu như ma cấu, xấu như con điên cũng là phải tầm 6-7 triệu. Thì cái nội đô này nó tăng thì nó phải rẽ lên đấy thôi chứ. Và cái sản phẩm đấy nó lại liên quan đến công năng. Ai rồi cũng già đi, ai rồi cũng áp lực. Các bạn stress không? Có. Tớ stress mà, các bạn cũng có stress mà. Các bạn có buồn mà, các bạn có áp lực mà. Thì người ta sẽ phải có một cái căn nhà thứ hai, người ta giải trí, người ta relax, người ta nghỉ ngơi. Các bạn nhìn như thị trường Sóc Sơn thế thôi. Bây giờ các bạn bói ra những cái đất nào, cái đất không sổ không làm gì, đất nào có sổ liệu còn dưới 5 triệu không? Ít lắm. Mua đi. Nhưng mua phong cách tích chữ như một sổ đỏ ấy, một sổ tiết kiệm ấy. 5-7 năm mua cho con, mua cho mình, thì đảm bảo tương lai các bạn nó không bao giờ ngại. Đúng không ạ? Thì các bạn không ngại đâu. Còn mình có các bạn lợi nhuận ok lắm. Chứ đừng có cái là câu chuyện là mua xong là mẹ lại muốn nó tăng giá như này, tăng giá như thế kia, không có đâu. Không có đâu các bạn ạ. Rõ ràng con điểm ra. Còn mình còn các bạn phải biết lên kế hoạch chiến lược. Ví dụ Bao Vì các bạn đi săn đánh nhau bảng giá đất chẳng hạn, ngon chứ. Vứt vào đấy 3-4 tỷ, mua 2-3 ngàn mét, đúng không? 5 tỷ cũng được. 5 năm, 10 năm sau xu triệu đô, ngon hơn nhiều chứ. Công năng nó nhiều chứ. Nhiệm vụ của các bạn đưa ra cái tiêu chí, mua phong cách tích chữ, có thổ cư, view đẹp một chút, hạ tầng giao thông được một chút, địa thế được một chút, rồi cho ăn nhiều thời gian vào học cách gia tăng giá trị bất động sản. Thì mình nói với các bạn luôn, lợi nhuận các bạn là tiền quyền, ai cực gì mình cũng cực. Nó không dành cho những người nào nóng đít đâu, nó những người không dành cho những người nào thiếu tầm nhìn đâu. Mình chưa nói đến chân dung khách hàng mua lại, mình chỉ nói đến cái công năng, mình nói cái đơn giá thôi, mình nói đến giá trị của nó thôi, chưa nói đến cái câu chuyện này. Chân dung người mua lại là ai, sóng đến nó là gì. Mua sớm đi, không còn cơ hội đâu. Các bạn biết cái cơn sóng thần 20-21, đất hải đảo còn tăng, đất biên giới còn tăng, đất các vùng núi còn tăng, cái đất rừng sản xuất còn tăng, đất sổ xanh còn tăng,
liệu rằng các đất nghỉ dưỡng các bạn không tăng, 2008 các bạn biết một điều rồi, đúng không? 2008 các bạn đã chứng kiến rồi mà. Mua đi, mua sớm đi, mình không biết mua ấy. Thì các bạn có thể đăng ký dịch vụ tư vấn mình nên cho các bạn kế hoạch chiến lược. Ok luôn. Chứ còn nhìn thấy các bạn cứ đầu tư ăn được 500 tỷ bạc, xong rồi sốt xỉn xịch lên, bỏ ra 3, 4 tỷ, 5 tỷ, thu về chục tỷ, 20 tỷ ngon hơn chứ. Ông nào ông có đầu tư hỏi đầu tư 3 năm hay 4 năm. Đầu tư 3, 4 năm nó chỉ là một chỉ số thôi. Bây giờ cái lợi nhuận các bạn chứ các bạn mua tích chứ cái nhu sổ tiết kiệm mà quan trọng gì. Mua cho con, cho cháu mình quan trọng gì, mua cho khi mình về già quan trọng gì. Lợi nhuận nó hơn chứ. Mai kia đất nó lên rồi mình lại cắt ra một lửa mình bán, còn lại một lửa mình sử dụng. Phân bổ nó giống như một chủ đầu tư mini không? Cũng chẳng nhìn nhận ra điều đó. Đầu tư thì lúc nào muốn ăn luôn. Muốn ăn luôn thì phân một cái quỹ ra, đánh ngắn đánh chung cũng được, tùy bạn. Thì có kế hoạch ra chứ. Còn các bạn mà còn trẻ ấy, các bạn mua cái dạng đấy các bạn để thoải mái luôn. 10 năm, 7 năm, 10 năm sau là các bạn không phải nghĩ. Chứ còn không là bạn lao động cả đời. Bắt đầu sớm càng tốt. Riêng cái diện tích đất rộng này mình đã nói các bạn bao lần rồi, năm ngoái mình đã nói rồi. Nhưng mà nó không dành cho những người nào thiếu kinh nghiệm, nó không dành cho những người nào thiếu sự kiên nhẫn đâu. Phải có sự kiên nhẫn, có view tầm nhìn vào. Còn mình và các bạn không lợi nhận mới là lạ nhé. Tất nhiên là các bạn muốn mình hỗ trợ cho các bạn lên chiến lược là các bạn phải đăng ký dịch vụ tư vấn 20 triệu hoặc 30 triệu. Số hotline là 0819514413. Trong phần mô tả có số hotline. Chứ bây giờ mà chu kỳ nó bắt đầu rồi, chân của chu kỳ rồi. Bây giờ có ông nào dám nói khủng hoảng mới suy thoái đâu. Mẹ bây giờ chỉ có mua thì mất chứ. Mình cố gắng nha các bạn nhé. Đây cũng là cái góc nhìn để các bạn tham khảo, để đưa ra cái chiến lược đầu tư cho các bạn thôi. Mà các bạn không tìm hiểu ra kỹ thì cũng chẳng có giá trị gì cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn đầu tư an toàn, thắng lợi, có lợi nhuận. Đặc biệt là luôn luôn phải an nhàn thư thái. Chắc thắng thì mẹ đánh, không chắc thắng thì thôi. Ngồi nhà ngủ. Ok không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại.